Trong dịp quốc khánh lần này, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước. Riêng thành phố Đà Nẵng năm nay cũng có 14 phạm nhân được đặc xá đang chấp hành án tại trại tạm giam công an thành phố. Mặc dù cả thành phố đang đóng cửa để thực hiện nghiêm việc giãn cách toàn xã hội ở mức cao nhất nhằm phòng chống dịch COVID-19, thì đối với những phạm nhân được đặc xá lần này, một cánh cửa mới lại mở ra trong họ với niềm vui sướng, hạnh phúc của ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Cách đây hơn một tháng, với hai tiêu chí được đặt ra là không để sót những người có đủ điều kiện mà không được xét đặc xá và không để lọt những người không đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Mọi công tác chuẩn bị về phục vụ thẩm định, xét duyệt các trường hợp đặc xá năm 2021 đã được Công an thành phố nghiên cứu và thực hiện khẩn trương. Và đợt lễ 2 tháng 9 này, Đà Nẵng đã có 14 trường hợp được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cũng như cá nhân xin được chúc mừng tất cả các anh chị được đặc xá đợt này với lời chúc mạnh khỏe và coi như là giữ gìn sức khỏe về tiếp tục với cuộc sống đời thường và cống hiến nhiều hơn cho gia đình và xã hội. Suốt thời gian chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam, 14 phạm nhân được đặc xá đợt này đều đã nhận ra được những lầm lỡ và đã có nhiều nỗ lực rèn luyện, học tập từng ngày để sửa chữa lỗi lầm. Và hôm nay, họ xứng đáng nhận được quả ngọt. Cởi bỏ những gì không vui, anh Lê Minh Hùng cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Anh và những người bạn khác đều hy vọng về một tương lai mới, vui tươi và hạnh phúc hơn. Sung sướng thì rất là sung sướng, vui mừng thì rất là vui mừng, nhưng mà thật sự rất là lo. Lo mình có đạt được không, đạt được tiêu chuẩn đó không. Lần này được thì thật sự tôi rất là sung sướng và hạnh phúc. Mong muốn rằng anh em ở lại cố gắng chấp hành đúng nội quy của trại, quy chế của trại để được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, ai ở đâu thì ở đó. Trại tạm giam Công an thành phố cũng có phương án phối hợp các địa phương để chở anh chị em được đặc xá về đến nhà an toàn. Đơn vị cũng đã phối hợp với cơ quan thi hành án của Công an phố cũng như cơ quan thi hành án Công an cấp quận huyện tiến hành bàn giao đưa các phạm nhân được đặc xá lần này về đến chính quyền địa phương, bàn giao cho chính quyền địa phương và chính quyền địa phương sẽ đưa họ trở lại về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Một chút quà nhỏ để động viên tinh thần hay chỉ đơn giản là những lời dặn dò chân tình của quản giáo và lời cảm ơn từ tận đáy lòng của những phạm nhân được đặc xá năm nay khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Bước ra khỏi cánh cửa trại giam, hành trang duy nhất với họ chỉ là sự yêu thương, đùm bọc của bạn bè và quản giáo, giúp họ thêm vững tâm bước tiếp con đường dài phía trước với quyết tâm làm lại cuộc đời.